Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên nha. Đây là Magic World cả nhà ơi, thế giới phép thuật, phép màu của trẻ con nè. Hello cả nhà. Đây là ở khu Vây Samun đó cả nhà. Hôm nay Nguyên sẽ đưa cả nhà thăm cái khu vui chơi của trẻ con. Đông vui lắm cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đi vào nha. Đây là khu chơi xe á. Ở ngoài thì trời còn nắng á cả nhà. Ở bên đây nè, trời nắng rọi xuống á, khá là nóng á. Mình sẽ vô trong. Đó, mấy bạn nhỏ đó. Hôm nay là cuối tuần cho nên là ba mẹ đưa đi chơi hơi bị nhiều nè. Là dạng khinh khí cầu á. Ở Thổ Nhĩ Kỳ có cái tỉnh rất là nổi tiếng về cái này nè. Đây là cũng là cái khu trò chơi. Đó, phụ huynh này là vừa chơi vừa quay phim luôn nè. Vô trong đây ồn lắm luôn á cả nhà, không biết mọi người có nghe không. Dạ con chào cô Hoàng Bùi Thị, cảm ơn cô nhiều, chúc cô buổi chiều vui vẻ. Nhiều trò lắm luôn, náo nhiệt sôi động ồn ào. Khu trẻ con mà. Đây là trò leo núi nè, leo núi trong nhà đó. Quá trời luôn nè. Dạ thế giới của bé cô. Mấy bạn nhỏ rất là háo hức, mấy bạn nào mà thích chinh phục thử thách đó, đó trèo lên cái này nè. Dạ con cảm ơn cô nhiều ạ. Đó, mấy bạn này là dạng tiếp người thích chinh phục, thích leo trèo nè. Rồi thả xuống. Đó, tiếp tục đi vô cái khu này. Chỗ đây thì đua ngựa. Nói thế giới của bé chứ phụ huynh cũng đi kèm chứ đâu có thể bỏ bé đi tự do được. Mấy bạn này là thích chạy ngựa. Nhông 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 MV ngựa gỗ. Đây không phải ngựa gỗ mà là ngựa nhựa. Chơi thì chỗ này có bỗng ngô, bán bỗng ngô. Bên kia là chơi game đua xe. Họ làm mấy cái mô phỏng vườn á. Jungle rừng, những trò chơi thiên về rừng rú đó là ở trong đây. Đó. Còn bên đây là thế giới phép màu. Vui quá. Bên kia là có ống trượt á. Mấy
mấy bạn nhỏ trượt xuống. Đi chơi bóng rổ. bóng rổ dạng nhẹ. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trời ơi, còn cái này chơi là tập thể dục luôn nè. Rồi mình đi ra nha cả nhà. Mình đi vào một xíu mà khá là ồn á. Bên đây mấy bạn leo núi vẫn miệt mài. Đó cả nhà, cái khu trò chơi rồi ở dưới thì là khu ăn uống nè. Nơi đây sạch sẽ thoáng mát quá. Dạ cô. Chỗ này đây là Wat Istanbul đó cô. Cái khu này cũng mới của Istanbul đó. Trời nắng cho nên mọi người vô đây cũng đông, để thứ nhất là được mát mẻ, thứ hai là cũng nhiều trò chơi á. Chỗ đây thì là cà phê, quán ăn đó mọi người, và không thiếu mấy ATM để rút tiền. Đó, cái khu trẻ em là ở trên đó, ở đây là tầng trên nhất á. Còn ở dưới tầng dưới có rất là nhiều tầng. Ở phía dưới có nhiều dịch vụ ở phía dưới nữa đó. Đó, cái nắng này là nắng từ mặt trời rọi xuống đó cả nhà, nó rọi qua cái kính đó. Mọi người ngồi ở ngoài trời giống như là ngoài trời nhưng không phải ngoài trời á. Kiểu vậy đó. Nguyên quay một xíu nha cả nhà. Con cảm ơn cô Hoàng Bùi Thị nhiều ạ. Chúc cô cuối tuần vui vẻ nha cô. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc mọi người cuối tuần vui khỏe nha. Bye bye cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của Uyên nha. Xin chào tạm biệt.